Rồi, hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình đang bán thanh lý con xe mô tô của mình ha, đang đi. Thì con này là 150cc, gọi là xe Grid Corder của Bentley. Đấy, con này là nhập nguyên con nhé anh em. Đấy, xe cực nhìn hầm hố, cực kỳ hầm hố luôn. Đó. Đấy. Đấy, xem tổng quan xe cho anh em ha. Đấy, xem thì lên bên trước này, bên trước thì con này lên là xe bên trước là 190/17. Đấy, bánh này còn khá là dày ha. Đấy, phộp upside down cực kỳ đẹp luôn. Đầu đèn này, đầu đèn logo của kiểu robot trên xe to. Cơ 150cc làm mát bằng không khí, lên cây bô độ Yoshimura, cây bô độ lên khá lâu ha. Bánh sau lên size là 140/70/17 anh em ạ. Đấy, nhìn kiểu rất là uy lực luôn, nhìn xe rất là hầm hố nha anh em. Động cơ 150cc. Đấy, biển số thành phố, biển số 59 luôn. Xe thì có lên cái đèn trợ sáng đây là 4 đó anh em. Đó. Ok, có gắn thêm cái cục sạc này, cục sạc điện thoại cho anh em này. Đấy, anh em đi tour đi ấy có cái đồ sạc điện thoại ha. Đấy, đó, bật lên là cắm USB vào đây là sạc ha. Rồi, đây là công tắc đèn trở sáng. Đó, bật lên là sáng ha. Đó. Rồi. Phục upside down ha. Đó. Đó. Nghe mà. Đó. Biển số thành phố 59. Xe này thì mình đang bán với giá là 21 triệu nha anh em. Phụ tập xe đao cực kỳ lớn luôn, đĩa trước khá lớn nha anh em. Đó. Đĩa trước cũng 25, khoảng 25 tấc, 2 tấc rưỡi gì đó. Đó. Số thành phố. Đó. Đặc biệt cặp pin này chở người rất là sướng luôn anh em. Đó. Rất là êm luôn. Bên này rất là êm mà, cực kỳ êm ái luôn, chở hay in chở người cực kỳ đẹp luôn, kiểu dáng Hanix Bay đó. Giá rất là rẻ, thanh lý chỉ có 21 triệu. Đấy, thôi cả vẹt đầy đủ luôn. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ cho số điện thoại của mình nhé. Số 0944 406 696. Đó. Rồi. Ở địa chỉ đây là 162 đường số 8 phố 3 Linh Xuân Thủ Đức nha anh em. Đó. Kiểu dáng cực kỳ hầm hố cho anh em nào mới chập chơi xe mô tô nha anh em. Đó, kiểu dáng cực kỳ hầm hố. Lên bánh bự. Đó. Đó. Cặp phục đằng sau có thể tinh chỉnh được độ cứng mềm nha anh em. Đó. Rồi. Là mọi thứ đều hoàn hảo, sử dụng còn rất là tốt luôn. Đấy, xe thì vẫn còn hơi dơ, chưa rửa ráy gì lắm, hơi bụi nha anh em thông cảm ha. Đấy, xe đao máy 150cc. Đấy, trong thì thay bóng đèn led nha anh em. Đó, đi đêm khá là sáng luôn anh em ạ. Xinh nhan thì vẫn xinh nhan zin. Đấy, có cái đèn trở sáng là 4 này, đi tu rất là sáng luôn anh em. Rồi, sẽ bật nổ máy cho anh em nghe thử ha. Đấy,
Đấy. Xin chào anh em ha.